mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Có người thường hỏi tôi làm sao cân bằng được cuộc sống giữa công ăn việc làm, giữa gia đình, cuộc sống, những đòi hỏi của cuộc sống này nó kinh khủng lắm. Mình chưa kịp ngồi với gia đình thì có bạn bè gọi vào, mày ơi mày xuống đây nhậu với tụi tao. Thế nhưng mà đang ngồi nhậu thì ông sếp ông gọi mà rằng là em ơi em tới sở ngay đi, tại vì rằng là có cái việc này rất là khẩn mà chỉ có em nó giải quyết được vấn đề này thôi, vì em là người đã từng gặp khách hàng. Thế thì mình đi gặp khách hàng thì là lại có bà vợ gọi là anh ơi con nó vừa mới bị té phải đem nó đi bệnh viện. Thế rồi những người nào may mắn hơn ấy thì đang gặp khách hàng thì vợ gọi bảo anh ạ, em sắp đẻ rồi, bụng nó chuyển rồi, anh ơi anh về đi. Ôi dồi ôi, bao nhiêu những thứ mà hết đang công việc thì có gia đình gọi, mà đang có việc gia đình thì bạn bè gọi, đang có việc bạn bè thì ông sếp ông gọi, nó rắc rối quá. Bạn ạ, mình muốn cân bằng cuộc sống thì mình thứ nhất là mình phải rất là quyết chí, quyết tâm mà cân bằng cuộc sống. Bởi vì tại sao? Bởi vì rằng nếu mình cộng hết tất cả những cái nhu cầu của cuộc sống thì mình sẽ thấy rằng là mình phải sống 40 giờ trên 24 giờ. Mình sẽ làm 100 việc trong khi sức mình chỉ làm được 20 việc. Mình sẽ thấy rằng là xung quanh mình có 1.000 cái đòi hỏi trong khi cái tai mình chỉ nghe nổi 3-4 cái đòi hỏi. Thế thành thử ra là nó nhiều quá, nhiều quá và nhiều quá. Nó chỉ có thế thôi. Thế thì có nghĩa rằng nếu mà mình không để mình bớt đi một tí mỗi thứ. Thế thì muốn bớt đi một tí thì nó nhiều cách lắm. Thứ nhất là mình luôn luôn ân cần với vợ. Ân cần không mất thời gian các bạn ạ. Ân cần nó là cái chất lượng của cái tinh thần tình yêu của mình đối với vợ, đối với con. Thế thành ra là cái tình yêu đó mà nó nồng thắm thì mình không mất thời gian. Bởi vì lúc nào cái trái tim của mình cũng đập theo cái nhịp đập của gia đình. Còn công sở đó thì nó có giờ giấc công sở. Và nếu mà mình không ở những cái vị trí quá quan trọng ấy thì mình có quyền nói với sếp rằng sếp ơi, lúc này cũng quá giờ làm việc rồi, mà em thì em cũng đã có một vài những việc gia đình mà rất cần thiết, cho nên là sếp vui lòng kiếm cộng sự nào khác. Thế. Và ông sếp cũng không làm gì được đâu. Mà nếu mà mình có không làm cũng không trách được mình đâu. Mà nếu mà ông mà trách thì thật sự ra là cái lỗi là ở ông ấy chứ không phải ở mình đâu. Thế rồi trong cái cuộc sống mà bạn bè gọi đó thì bạn bè nếu nó là bạn thật thì nó phải thông cảm chứ nhỉ. Thế thành bạn ạ, bạn đừng để cái sự biện diện của bạn, chính bạn là người nạn nhân của mình, chính mình ham quá, cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn tham gia, cái gì cũng muốn đóng góp, cái gì cũng muốn có mặt. Thế thì bạn ạ, bạn đừng than nhé, là bạn sẽ không còn cân bằng được cái đời sống gia đình và đời sống với cuộc sống đâu. Nó đơn giản có thế thôi. Là nếu mà bạn mà không bình dị mà bạn là thẳng thắn nói rằng là tôi chỉ có 24 tiếng và tôi cũng có những cái nhiệm vụ như bạn và tôi không cân bằng được cuộc sống thì xin bạn thông cảm nhé. Có thế thôi bạn ơi. Có thế thôi bạn ơi. Khắp nơi chung lòng mình về nơi đây cái miền không lan xa.